Chuột xí và xí vàng. Rồi, ăn, khát bắt, mở bạn lên, dí mặt lên. Xử lý cái bánh này. Thôi, chỉ là sao chứ. Chưa, để mà đàm, đàm đó. Bạn quá rồi. Ủa, lấy ra này á. Chưa. Ra cho búp bê ăn chưa ơi. Thôi. Cái gì vậy? Bánh kem không có ăn mà ra nữa. À. Cho búp bê nữa. Nè, cho búp bê nữa nè. Chưa ba. Xây. Nè, hai chị em nè. 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 Nhìn nè, búp bê nè. Tốt vậy nè. Mày về nào vậy? Điện nào? Tại công ty làm đúng là từ trưa tới giờ. Ở nay là 3 ngày, 2 ngày. Mày về mày lo du hí vợ mày đâu. Tại vì cái máy. Bao đông rồi, bao đông rồi. Lúc nào bao nhiêu cái nhiều. Tới cứu thì tôi quay cái rồi tôi lên liền. Tại tới cứu được không? Chuẩn bị đi về. Đi vô chuẩn bị đi về. Thì mất đôi dép thì phải lấy ra cái dép thì mệt thì quá. Mày. Ờ tay lấy lên. Ờ tay lên. Sao tự nhiên lên đầu chứ. Bỏ tay lên. Này người ta trẻ này kia muốn anh lên. Làm gì có con nắng ở dưới mày. Anh lúc cái tay luôn rồi. Quay lắm. Quay cảnh này về. Nè đâu đưa hai tay bà con ơi. Đưa hai tay bà con ơi. Trời ơi trời. Trời ơi con à con. Trời ơi. Đi vô rửa tay rửa chân cho tao. Đi vô rửa tay rửa chân rồi chuẩn bị đi về. Tắm luôn, cởi đồ thay đồ ra tắm luôn. Con sợ là nhát mày quá.
Thank you.